10 loài lan vũ nữ được ưa chuộng nhất hiện nay. Đứng vị trí đầu tiên chính là lan vũ nữ bút chì. Đây là một trong những loài lan vũ nữ có màu sắc và cách phối hoa cực kỳ độc đáo. Vì nó có rất nhiều màu và có thể phối hợp đa dạng, nên người ta đã đặt cho nó cái tên là lan vũ nữ bút chì. 2. Lan vũ nữ phù thủy. Đây là loài hoa có hình dáng khá đặc biệt. Vì khi kết hợp giữa màu sắc và cánh hoa thì cho ra hình dạng giống một cô phù thủy hơn là một mụ phù thủy. Bạn có muốn sở hữu một cô phù thủy đáng yêu và hiền lành này không nào? 3. Lan vũ nữ Peru. Đây là một trong những loại lan vũ nữ được nhiều người ưa chuộng và sưu tầm vì có sắc tím mộng mơ và lan tỏa cả một khu vườn. Đây là loài cây giống gốc lan rừng Nam Mỹ. Cây phát triển đa thân, một thân thì khá giống loại Vanda. Cây phát triển tốt, khỏe mạnh, dễ ra hoa, vòi hoa dài, phân chi rất đẹp, cánh hoa màu hồng uốn lượn như đàn bướm. Cách chăm sóc lan vũ nữ Peru. Cây thích ghép gỗ dớn miếng, trồng dễ thể nhuyễn như than, vỏ thông nhỏ vì rễ khá nhỏ. Cố định cây chắc, ngày tưới nước 2 lần và không được để khô. Ánh sáng thì như các loại lan khác, không nên tưới phân hóa học cho cây lan vũ nữ Peru nhé. 4. Lan vũ nữ tai thỏ. Đây là dòng vũ nữ hoa tuyệt đẹp, bộ lá to tròn, rất khỏe. Vòi hoa phân nhánh nhiều hoa, cây rất xuyên hoa, chỉ cần ra vài lá là có vòi hoa. Trồng lâu, vòi hoa dài rất hoành tráng, hoa rất thơm. 5. Lan vũ nữ mật ngọt. Được biết, hoa lan vũ nữ mật ngọt là một loại lan gồm khoảng chừng 600 giống, mọc tại các miền thuộc Nam Mỹ, các nước nhiệt đới như Brazil, Peru, Mexico và phân bố ở dải quần đảo Tây Ấn Độ. Lan vũ nữ mật ngọt là một trong ba loài hoa được thế giới công nhận là đẹp nhất, trở thành loài hoa quan trọng để cắm nghệ thuật và trồng làm chậu treo trang trí. Mỗi cành hoa phải có 1/3 số bông hoa nở mới được hái và thường có hơn 100 hoa trên một cành, rất phổ biến ở Việt Nam nước ta. 6. Lan vũ nữ nhện đỏ. Đây là một loại lan vũ nữ độc đáo. Tiếp theo, vì hình dạng giống một con nhện đang bò nhanh, và loài lan này cũng có rất nhiều kiểu dáng khiến người ta phải trầm trồ. Đây được gọi là dòng Dendro Mini khá đặc biệt khi vòi hoa mọc từ dưới gốc, một số mọc ở thân. Thân cũng có màu sắc lạ khác với màu xanh thông thường của những loại khác. Cây có thể chơi thân là vì điểm đặc biệt này của nó. Cây thích hợp khí hậu ấm áp, xuyên hoa, ra hoa trên kẽ dễ hành nhỏ, hoa lâu tàn. Nếu trồng nhiều nắng, thân lá sẽ có màu tím rất đẹp. 7. Lan vũ nữ Sherry Baby. Lan vũ nữ Sherry Baby có màu trắng và nâu đỏ. Màu sắc tuy không được rực rỡ nhưng thật đẹp và quý phái. Lá vũ nữ Sherry Baby thường có nhiều đốm nâu, tuy không lây bệnh sang các loài vũ nữ khác, nhưng nó không thể nào diệt trừ được bệnh này dù để dùng nhiều loại thuốc trừ nấm bệnh khác nhau. 8. Vũ nữ hoàng hậu. Nghe tên thôi thì cũng đã thấy loại vũ nữ này toát lên vẻ kiêu sa và tinh tế. So với các loài vũ nữ khác, vũ nữ hoàng hậu có kích thước lớn hơn, thân cây khá cao, có thể trên dưới 1 mét. Cây phân bố chủ yếu ở các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng ở nước ta, với thân cây to lớn, bộ rễ mập mạp. Lá cây chiếm nhiều diện tích, nên giống lan này thường được trồng trong những chậu lớn mới đủ không gian sinh trưởng. Mỗi bụi lan hoàng hậu thường sẽ cho 6 đến 7 phát hoa. Mỗi phát hoa là những chùm hoa nhỏ xếp lại với nhau. Hoa của vũ nữ hoàng hậu có màu vàng sữa, điểm thêm một ít màu trắng cùng đốm nâu lạ mắt. Đặc biệt vũ nữ hoàng hậu khi hoa nở sẽ có hương thơm rất quyến rũ. 9. Vũ nữ mèo đỏ. Mèo đỏ thật sự là một cái tên rất thú vị mà người ta đặt cho loại lan vũ nữ này. Hoa của vũ nữ mèo đỏ có màu đỏ thẫm, pha một chút màu vàng ở rìa mép rất đặc trưng. Vũ nữ mèo đỏ mang vẻ đẹp quý phái mà không loại hoa nào cũng có được. 10. Vũ nữ sô-cô-la. Hoa của vũ nữ sô-cô-la có dạng chùm và hương thơm ngọt ngào tinh tế. Mỗi chùm hoa thường rỉ nhánh và có rất nhiều bông hoa nhỏ mọc xo le nhau. Màu hoa chủ đạo của giống lan này là màu sô-cô-la,
rìa cánh hoa màu vàng nhạt, môi hoa màu trắng, điểm một chấm hồng ở giữa lưỡi. Phong lan vũ nữ sô-cô-la có một bộ phận rễ khí sinh. Vì vậy khi trồng cần đảm bảo môi trường xung quanh phải thật thoáng mát. Video đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like, comment và subscribe để kênh có động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.